5 năm qua, với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung đó, mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Gắn phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới với nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh chính là dấu ấn nổi bật nhất của mặt trận các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho thấy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức thành viên luôn bám sát các nghị quyết của cấp ủy đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân. Với số tiền vay ưu đãi 50 triệu đồng từ kênh hội nông dân và mặt trận, đầu năm nay, gia đình ông Quý đầu tư xây dựng 2 bể nuôi ếch thương phẩm. Sau lứa nuôi đầu tiên không có lãi do còn thiếu kinh nghiệm, ông Quý đặt nhiều hy vọng vào lứa ếch thứ hai này khi tỷ lệ hao hụt thấp, ếch sinh trưởng tốt. Kết quả khả quan này cũng là cơ sở để ông mạnh dạn vay thêm vốn, mở rộng diện tích nuôi. Cùng với nguồn thu từ nuôi cá lồng và trồng rau má, việc đa dạng sinh kế được kỳ vọng sẽ mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình ông sớm thoát khỏi hộ cận nghèo. Hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn tạo động lực cho mình để mình làm vươn lên. Năm 2019 đến năm 2020 đã thoát khỏi quá sự bình thường cận nghèo. Còn với gia đình ông Mến, chỉ sau gần một năm tham gia mô hình vườn kiểu mẫu do Hội Nông dân triển khai, thu nhập từ mảnh vườn này đã tăng lên gấp 10 lần so với trước. Được hỗ trợ 4,5 triệu đồng đầu tư hệ thống tưới nước, ông chuyển đổi diện tích trồng khoai sắn sang trồng hoa cúc cho giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Nhờ sự quan tâm của là mấy anh ngôi xã cũng hay vô chăm sóc, cũng nhắc nhủ, nên anh em tôi cũng cố gắng. Được đây một năm thì thu hoạch cả vài 3 triệu thôi, nhưng mà hiện nay mình nói là như đi lên một năm mình thu cũng được cũng khoảng 30 đến 25 triệu. Đời sống kinh tế trong từng gia đình đã cải thiện đáng kể, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Quảng Thọ xuống còn 5%. Kết quả này một phần từ việc hỗ trợ nguồn vốn và đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế của mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, chung sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn. Có thể khẳng định rằng cái vai trò của mặt trận và cái quan hệ phối hợp giữa ủy ban nhân xã và mặt trận là nó đạt một kết quả rất là tốt và thể hiện thì trên các cái lĩnh vực. Về lĩnh vực kinh tế thì trong những năm vừa qua thì mặt trận của xã, ủy ban xã phối hợp mặt trận của xã cũng là tuyên truyền vận động nhân dân rất là tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã. Bên cạnh hỗ trợ vốn, tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, vai trò của mặt trận các cấp trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chính là huy động, tập hợp nguồn lực trong nhân dân. Phủ Hồ là một điển hình. Lồng ghép đa dạng các hình thức tuyên truyền, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Nhà có công góp công, nhà có của góp của. Phủ Hồ đã huy động được 36 trên tổng kinh phí 71 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội. Cùng việc lan tỏa tinh thần tự nguyện hiến đất, hiến cây để xây dựng các công trình dân sinh và phong trào làm đẹp đường làng ngõ xóm. Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với là cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì vai trò của mặt trận các đoàn thể, các tổ chức chính trị rất quan trọng, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền vận động người dân chung tay xây dựng cùng với chính quyền. Thì mặt trận và các đoàn thể cũng đã vận động là các hội viên, đoàn viên là xây dựng góp công
góp của. Hàng năm có kế hoạch để tổ chức tuyên truyền vận động trong công tác xây dựng nông thôn mới, thì vận động trong công tác hiến đất để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, vận động về xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, các cái công trình những cụm chào cũng đã vận động xây dựng được các cái nhà sinh hoạt cộng đồng theo các cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Quan tâm trong công tác là hỗ trợ sinh kế cho người nghèo và quan tâm đến người nghèo. Điểm qua một vài con số để thấy vai trò của mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là không hề nhỏ. Trên 1.800 tỷ đồng từ các nguồn vận động, gần 80.000 ngày công lao động, vận động hiện trên 265.000 mét vuông đất, 100.000 cây các loại và hoa màu, tháo dỡ hơn 12.000 mét tường rào, tạo mặt bằng cho đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình, góp phần thay đổi diện mạo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến vùng sâu vùng xa. Cùng với sự đổi thay trong đời sống vật chất, đổi thay về đời sống văn hóa tinh thần trong mỗi xóm, thôn, khu dân cư cũng được thể rõ. Bên cạnh gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng tộc, làng xã, việc tiếp thu những giá trị nhân văn mới trong đời sống hiện đại cũng được phát huy. Nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa ở các địa phương được trùng tu từ nguồn xã hội hóa. Những kết quả này cũng là minh chứng về tính hiệu quả trong nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cái nội dung hoạt động được xác định cụ thể và có các cái chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra cụ thể. Vì vậy mà nó tạo ra cái hoạt động đó, ra được cái sản phẩm cụ thể cho cái tổ chức hoạt động. Đấy là cái đầu tiên mà chúng tôi tập trung trong việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động. Phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ. Vì vậy mà trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ hoạt động, tổ chức hoạt động của cán bộ mặt trận các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Với cái phương châm là cán bộ trước hết là phải biết vận động tập hợp quần chúng, gần sát với quần chúng. Cái thứ hai là phải biết tổ chức xây dựng các kế hoạch hoạt động. Cái thứ ba là phải biết tổ chức việc phối hợp hoạt động. Tập trung hướng mạnh về cơ sở bằng cách là sinh hoạt khu dân cư để mà nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của bà con, rồi cũng thông qua nhân dân để mà có được những cái nhu cầu phát sinh ngay từ ở cơ sở. Đây là một việc làm bằng các từ là mặt trận huyện cho đến cơ sở cũng giống như các trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư phải thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình. Đó là một trong những cái nội dung đổi mới phương thức. Cùng chỉnh từ sâu sát từng địa bàn, từng khu dân cư, nắm bắt kịp thời nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của người dân, mà nguồn quỹ vì người nghèo trong những năm qua luôn đến đúng địa chỉ, góp nguồn lực để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Chính việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và hiệu quả đã tạo niềm tin cho việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm. Nhà mới của bà Nguyễn Thị Bướm vừa được khánh thành, nằm trong số 1.430 nhà được hỗ trợ sửa chữa xây mới từ nguồn quỹ này. Cùng với 30 triệu đồng được hỗ trợ, tiền do các con vay mượn. Ngôi nhà hoàn thành còn có sự góp sức của chính chủ thầu khi cho nợ 30 triệu đồng tiền công xây dựng. Mấy chục năm vất vả trong căn nhà cũ nát, ước mơ có một ngôi nhà mới kiên cố, che nắng che mưa của bà giờ đã thành hiện thực. Quá vui, giờ các cơ quan giúp đỡ cho gia đình được ấm cúng là coi như là xin cảm ơn. Chứ không biết nói gì, nhà quá không biết nói gì. Thông qua cầu nối là mặt trận các cấp, gần 50 tỷ đồng từ nguồn quỹ này còn được sử dụng xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ vốn sản xuất cho trên 1.100 hộ nghèo, tặng hàng ngàn suất quà Tết, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hình thức hỗ trợ đột xuất và giúp đỡ khác. Nhiều phong trào cuộc vận động khác cũng đã được mặt trận các cấp triển khai có hiệu quả. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động vào đầu năm nay đang được các địa phương, ban ngành, đoàn thể hưởng ứng một cách mạnh mẽ. Nhưng từ nhiều năm trước, mặt trận các cấp đã thể hiện sự tiên phong trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do mặt trận phối hợp triển khai trong cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, cũng như đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực, nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của cả người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Với những phong trào cuộc vận động này, mặt trận các cấp càng khẳng định vai trò của tổ chức liên minh chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân. Muốn tập hợp được đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Ở chiều ngược lại, mặt trận và các tổ chức thành viên cũng phải làm tốt vai trò phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp và phản ánh ý kiến của cử tri và nhân dân, vì vậy được mặt trận các cấp duy trì đều đặn. Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vừa góp phần tăng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động lựa chọn nội dung vụ việc được nhân dân quan tâm để tổ chức giám sát. Một nhiệm kỳ nỗ lực để có những thành quả, dấu ấn cũng sẽ là nền tảng, cơ sở vững chắc để mặt trận các cấp nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động. Thời gian sắp tới chúng tôi cũng đã xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần nâng cao cái trách nhiệm công dân của mỗi người dân và xây dựng cái đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát huy dân chủ trong nhân dân, làm tốt cái vai trò chức năng của mặt trận, đó là giám sát phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để góp phần cùng với toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đoàn kết để phát huy sức mạnh. Chân lý này đã được khẳng định trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong đó, mặt trận các cấp luôn là tổ chức tiên phong. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, với những giải pháp cụ thể trong chỉ đạo triển khai thực hiện, Đại hội đại biểu lần thứ 9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tạo khí thế mới, quyết tâm mới, bước ngoặt mới để đưa chương trình hành động của đại hội đi vào thực tiễn đời sống xã hội, để phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân, chung sức trong tiến trình xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày một phát triển nhanh và bền vững.